Bên em gia đình xin chào anh em. Chúc anh em ngày mới thành công. Đây, chia sẻ với anh em một phô dúi nhà đá. Nhà một cục đá ma nhê khá to. Vừa nhập đội. Đang trong giai đoạn chỉnh sửa các lại một số cút rồi ủ. Mời anh em cùng chim ngắm xem cho vui. Con này thì mặt này khá là bạn bèo. Và hàng tay đòn thì cũng khá là công cút nè. Đây những cái điểm tự nhiên làm. Đây. Fast fill. Trong này nó gần như là nó mục nạc trong này luôn. Rất là nạc và cái điểm nhà cũng khá là chất lượng nè. Này cái miếng này, miếng đá này thì nó bị vỡ từ trên núi. Cái điểm nhà manh. Đá này thì cũng khá là chắc chắn. Bằng cục đá này ôm. Nhà thì thực sự là chưa nhà lắm, nhưng mà ôm chặt, có độ nhẹ nhẹ. Tay đòn thì cũng phiêu, nhảy nhẹ nhàng. Chung là mặt được một mặt thôi. Còn mặt này thì có vẻ như là cần phải chỉnh sửa thêm một số điểm mà có sự ôm nhẹ. Cây nhìn chơi mặt này thì dáng của nó cũng khá là phiêu phiêu, nhẹ nhàng. Đây là trong giai đoạn chỉnh sửa. Sau quá trình chỉnh sửa thì hiện tại bạn ấy như thế này. Chung là cũng gọi con cút anh em. Mời anh em cho nhận xét. Hy vọng là ủ thì bạn ấy sẽ phát triển mạnh mẽ chứ không là toang không giáo ơi. Anh em thấy bổ ích cho một subscribe, một bình luận chia sẻ anh em. Bên An Gia Đình xin cảm ơn anh em đã theo dõi.